chùa Tam Trúc, vịnh Hạ Long trên cạn ở Hà Nam. Khu du lịch Tam Trúc được mệnh danh là vịnh Hạ Long trên cạn, nơi khoác trên mình vẻ đẹp ngút ngàn, đẹp như cõi mộng, nơi mà du khách sẽ cảm nhận được sự thuần khiết, thanh bình, yên ả đến lạ thường. Quần thể khu du lịch Tam Trúc tọa lạc trên mảnh đất 3 sao Kim Bảng, Hà Nam. Đây sẽ là nơi đăng cai đại lễ Vesak 2019, đại hội Phật giáo lớn nhất thế giới, được tổ chức vào tháng 5 năm 2019. Đây cũng là thời điểm chùa Tam Trúc khánh thành giai đoạn 1. Chùa Tam Trúc có tổng diện tích gần 5.000 ha, bao gồm hồ nước 1.000 ha, núi đá và rừng tự nhiên 3.000 ha, các thung lũng 1.000 ha. Đây là ngôi chùa vô cùng đặc biệt với cảnh quan hùng vĩ, tiền lục nhạn hậu thất đinh. Tiền lục nhạn nghĩa là mặt trước của chùa có 6 quả núi ở giữa lòng hồ, hậu thất đinh là đằng sau có 7 ngọn núi có thể phát sáng khi có ánh sáng vào ban đêm. Ngôi chùa được thi công bởi rất nhiều những người thợ thủ công lành nghề của Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và cả Thiên Chúa giáo. Năm 2000, khi khảo sát làm thủy lợi lòng hồ Tam Trúc, các công nhân, kỹ sư đã phát hiện ra rất nhiều các dấu tích và các hiện vật liên quan đến chùa Tam Trúc xưa. Từ các hiện vật khảo cổ này, bước đầu có thể kết luận rằng chùa Tam Trúc có niên đại trên 1.000 năm. Trải qua rất nhiều năm tháng, giờ chỉ còn là những di tích cột gỗ, cột đá, xà đá được vùi lấp ở trên nền móng cũ. Trong đó có những cột gỗ có đường kính lên đến hơn 1 mét, những xà đá, cột đá rất lớn và chúng ta chưa thể hiểu được ông cha ta trước kia dựng chùa bằng cách nào với cái kích thước lớn như vậy. Ngôi chùa Tam Trúc được xây dựng lại có tới 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật, được những người Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa, sau đó đưa sang Việt Nam. Chùa Tam Trúc được thiết kế với một vườn cột kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12 mét, nặng 200 tấn. Hiện đang được khoảng 36 cột do các nghệ nhân lành nghề ở Việt Nam tạc. Đây sẽ là vườn cột kinh lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Trên trục thần đạo trúc gồm chùa Ngọc, điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, cổng Tam Quan và phòng họp quốc tế. Những ngôi điện, các pho tượng Phật tại chùa Tam Trúc đều có diện tích và kích thước rất lớn. Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh, đã được các nghệ nhân Ấn Độ giáo hoàn thiện. Điện Tam Thế có chiều cao 39 mét, diện tích sàn là 5.400 m2, sức chứa khoảng 5.000 Phật tử có thể hành lễ cùng một lúc. Bên dưới điện Tam Thế là điện Pháp Chủ với pho tượng bằng đồng nguyên khối nặng 150 tấn. Tiếp theo là điện Quan Âm với pho tượng đồng nguyên khối nặng 100 tấn. Trong tương lai, khuôn viên chùa sẽ có phòng họp quốc tế nổi trên mặt hồ, có diện tích 10.000 m2 với sức chứa là 3.500 chỗ ngồi. Quần thể khu du lịch Tam Trúc 3 sao thực sự là một điểm tâm linh hấp dẫn
bởi đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ kính của ngôi chùa nghìn năm với vẻ hùng vĩ, non nước bao la. Đặc biệt, không khí trong lành và tiếng chim líu lo giữa núi rừng rộng lớn là điều mà bất kỳ một du khách nào cũng không thể quên khi đặt chân tới mảnh đất này.